Trong một cuộc phỏng vấn nọ, sau khi kiểm tra hết lần lượt các dòng tài năng nghiệp vụ, kiến thức ngành nghề gì quá gian truân trong việc lựa chọn ứng viên, nhà tuyển dụng đã nảy ra dự định gọi một câu gọi phát sinh ngoài tính huống. Ai cũng tưởng câu gọi này cho vui, nhưng nào ngờ đó chính là bài test sau cùng xem ai là người được chọn. Cụ thể, câu gọi trong dòng sau cùng là, sau tất cả những bài test vừa qua, các bạn ngồi ở đây chính là ứng cử viên sáng sủa giá bước cho địa điểm trợ lý tổng giá bu đốc. Hình như chờ kết quả, tôi muốn gọi các bạn một câu như thế này, nếu ai có đáp án cứ mạnh dạn phát biểu nhé. Câu gọi đó là, bể nước có 10 con cá, 2 con chết, 4 con lặn xuống dưới, vậy bể còn mấy con? Bể nước có 10 con cá, 2 con chết, 4 con lặn xuống dưới, vậy bể còn mấy con? Ảnh minh họa. Trong tất cả các ứng viên còn lại, hầu hết đều là thạc sĩ, tiến sĩ các chương trình kinh tế, tài chính. Một ứng viên gấp rút đứng dậy trả lời, vốn là một thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, tôi chắc chắn câu trả lời này là còn 8 con gì đã có 2 con chết. Tất cả mọi người đều vắng lặng gật gù cho rằng đây là đáp án đúng, ai cũng trông đợi vào đáp án mà người quản lý đưa ra. Bỗng một nữ sinh vừa ra trường đứng bật dậy và trả lời, mọi người đều là thạc sĩ tiến sĩ sao có thể trả lời sai được câu hỏi đơn giản này nhỉ? Hãy nghĩ đơn giản thôi, 2 con cái chết, không có án ôn khiếu nại được dứt đi thì chắc chắn sẽ còn lại đủ 10 con trong bể mà thôi. Ngay sau khi nghe được câu trả lời của nữ sinh, nhà quản lý gật gù vỗ tay và cười. Chúc mừng cô sẽ trở thành trợ lý của phó tổng giá bu đốc từ ngày mai. Đồng thời người quản lý còn không quên nhắn nhủ với các ứng viên khác rằng, cho dù bạn có học cao, tuy nhiên để giải quyết vấn đề một cách triệt để bạn phải biết được nó xuất phát từ đâu, cũng đồng nghĩa với việc rằng mọi chuyện phải tìm được nguyên căn cội nguồn. Học cao học thấp không cần thiết, cần thiết là bạn phải biết bắt vấn đề, suy nghĩ đơn giản sẽ nhanh tìm ra điều giá bước trị nhất. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản đã khiến nhiều người dột mất khỏi công việc trong mơ. Đôi khi nhà tuyển dụng gọi những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra họ đang khôn khéo nhồi những thông tin ẩn giấu bên trong nhân loại bạn. Thế nên mới nói các câu hỏi tuyển dụng hiện ra là để thách thức ứng viên, và các nhà tuyển dụng lão luyện sẽ có những cách thức cực kỳ khôn khéo để tìm ra ứng cử viên hoàn hảo.